Kệ nó đi. Nó biết đi thì nó biết về. Ai mà hồi xưa đồng ý cho nó lấy con nhỏ kia, để giờ nó ra nông nổi này chứ. Thì hạnh phúc của nó tự nó quyết định, đau khổ một mình nó chịu, còn hơn có những người có hạnh phúc trong tay mà không biết giữ. Ông nói giỏi lắm. Giờ này thằng Đông nó chưa chịu về mà ông còn ở đó nói lý lẽ, đạo đức và hạnh phúc hả? Tôi nói vậy đó. Nó không về thì chắc ở đâu đó thôi. Đi ngủ đi. Má, hay để con đi kiếm ảnh nha má. Giờ này biết đằng nào mà đi kiếm con. Điện thoại thì nó liền ở nhà. Thiệt cái thằng. Thôi má vô nghỉ đi. Ba cũng nói rồi đó. Rồi thì ảnh sẽ về mà. Nếu như má không yên tâm thì để con đi kiếm ảnh. Nếu ngay từ đầu mà nó chịu nghe má thì đâu đến nỗi này. Má ân hận quá men. Hồi xưa nếu má quyết tâm hơn á thì... Má đừng nói vậy. Giả lại bây giờ vẫn chưa trễ mà má. Má về ngoại luôn hả má? Con muốn về lắm mà. Thắc mắc chi dữ vậy? Nhưng con nhớ bà cố thì sao? Bà cố bị bệnh đó. Sao con biết? Cố ho hoài mà. Má bán hàng nên không nghe đó. Ba cũng vậy, không có biết. Không sao đâu, cố khỏe mà. Bây giờ về nhà ngoại. Con muốn ăn cái gì để má nói ngoại nấu cho con ăn. Con không thích ăn gì hết. Con nhớ bà cố. Trong lòng còn tiếc nuối, anh ở đâu hãy đến bên em. Xa rất xa, xa rất xa, nhưng con đường phía trước. Nước mắt nào rơi suốt một đời nhau. Giờ mày chưa tuổi tiên, những tháng ngày vô ngoại à. Con mệt mỏi lắm rồi. Ngoại thiệt không hiểu nổi con. Ngoại nuôi con từ hồi còn ẵm ngửa, thấy con lớn lên từng ngày. Rồi con có gia đình, ngoại có cháu cố, nhà của mình hạnh phúc biết bao. Sao con nỡ phá hoại cái mái ấm này vậy con? Ngoại, con... Dù con có mệt mỏi, hai con có chuyện gì khó nói đến cỡ nào đi nữa, thì gia đình mình vẫn là quan trọng nhất nghe con. Đừng có lỡ tay đánh mất hạnh phúc mà con đang có, thì con hối hận suốt đời đó. Con không bao giờ làm cho ngoại buồn lòng gì con. Dù bây giờ nếu con cư xử có khác lạ, có khiến cho mọi người hiểu lầm điều gì đi nữa, thì con vẫn biết mình không làm điều gì xấu. Ngoại tin con đi ngoại. Con tự nghĩ sẽ thấy là không được mà. Tại sao con bắt ngoại phải tin con? Con cứ nghĩ kỹ đi. Có phải nhất thiết đánh đổi cái gia đình mình không?
ghé chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bảy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào? Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Ôi, tìm cô không gặp, tôi gói đầu mỗi đêm. Ác quá Hiền ơi, em ác, ác lắm, ác quá mà. Đứa nào ác quá, để cháu tôi thành bệ rạn dày nè. Tám. Gì ác với con hả? Đâu có, con có lộn không? Chị Tám ơi, con khổ quá, con muốn chết đi cho rồi. Khổ nào cũng qua. Nè, Tám khổ nè, khổ tám kiếp rồi mà có chết được đâu. Con nói thiệt với Tám, con không nghĩ là ông Hiền nó sẽ làm như vậy với con. Tám nói đi, bây giờ con phải làm sao hả Tám? Con không thể nào sống thiếu cổ được. Không thiếu được thì đi kiếm mang về. Con cũng không thể nào tha thứ được, thì làm sao con có thể mang về được? Con người là cái thứ tham lam. Tâm nó đúng lắm, con người là tham lam nhất. Cái gì cũng muốn hoàn hảo hết, nhưng mà chưa chắc gì nhất là bản thân mình không có hoàn hảo gì. Biết thì tốt, bớt tham đi thì sẽ hạnh phúc. Còn chỉ muốn gia đình của mình được êm ấm, cái gì cũng tốt đẹp. Không lẽ như vậy là tham lam hả Tám? Tha được thì tha, vậy mới là không tham chứ. Tám biết không, bây giờ con chỉ có một ước mơ duy nhất, là quay trở về cái thời gian mà con dốt thiệt yêu nhau, rồi dừng lại ở đó. Con chỉ cần vậy thôi. Nhưng mà có ai cấm cản được thời gian, ngừa được sự đời đâu. Hay có lẽ con chưa yêu ông Hiền nhiều đến nỗi mà con phải chết vì con. Cho nên bây giờ con không thể nào tha thứ được. Nói con rồi, tha được thì tha. Không hiểu hả? Không, không tha được, không tha được. Tha không được, tha không được thì còn khổ dài dài. Bảo ơi, từ rày trở đi nhà này không phải là nhà của con nữa đâu. Nín đi con. Nín, nín, nín. Má, cô đừng có lấy con nít đánh vô tâm lý tôi nha. Không ăn thua gì đâu, dắt nó đi đi. Má, con không biết chuyện này má nhà mọi người nghĩ con ra sao, nhưng con chắc chắn không làm điều gì có lỗi với gia đình mình, với anh Đông, với gia Bảo. Con xin má hãy tin con. Tin con? Không dám đâu.
cô không thấy gia đình tôi gì cô mà mất mặt sao? Thiên hạ đang cười vô hai cái đứa già này nè, cười vô mặt thằng chồng cô đó. Có thể bây giờ má chưa tin con, nhưng con không bao giờ làm gì trái với lương tâm, với bổn phận hết má. Lương tâm, bổn phận? Đến đi con. Tôi không cần biết cô làm trái hay là phải gì. Dạ bảo cô nhìn lại coi, nhà này đang làm trò cười cho thiên hạ đó. Má, cô làm ơn đi khỏi đây lẹ giùm tôi đi, đừng có lảng vảng trước cổng nhà này nữa. Con xin má, cho con gặp anh Đông một lần đi má. Thằng Đông nó không có muốn gặp mặt cô, nó không can đảm gặp lại con vợ lăn lộn cắt nết. Con chỉ xin gặp anh Đông một lần thôi, còn lại má mà. Cô là cái thứ gì vậy hả? Cái thứ gì mà bám da như đĩa, cứ đeo theo con trai tôi hoài vậy? Cô với đứa con, đứa con nhờ nhuốc của cô, đi cho khuất mắt. Đi đi, đi khỏi đây cho tôi nhờ. Má ơi, còn lại má mà má ơi. Đồ cái thứ đàn bà mất nết lăng loàn, cái thứ lì lợm gì đâu á. Bây giờ sao, muốn tôi đốt phong long cho sạch cái nhà này hay sao? Đây không phải là nhà của cô, tôi đang nói chuyện với má chồng của tôi. Tôi nghĩ kẻ lì lợm hại người chính là cô đó. Trời ơi, mày ngon quá ha, bữa nay mày dám chửi tao nữa ha. Nhưng mà không sao, tao không có chấp cái loại như mày. Má, má cho con gặp anh Đông đi má. Cô dẹp cái suy nghĩ đó đi, cô không có tư cách gì ở đây nữa hết. Má, nếu đã không muốn ngủ thì dậy đi, cớ gì còn nằm đó? Con chưa có muốn vậy. Nằm đó giải quyết được chuyện gì hả? Không giải quyết được, nhưng con muốn tĩnh tâm một chút. Tĩnh suốt đêm qua chưa đủ hay sao? Hôm qua ngoại cũng không ngủ được hả ngoại? Nhà này quen có người rồi, bây giờ vắng hai má con nó, hỏi sao tao ngủ cho được. Kể cũng buồn. Kể cái gì mà kể? Mày không thấy nhớ má con nó hả con? Mày sao vậy hai? Con Điển nó đã làm vợ của mày bao năm nay, hai đứa có con với nhau lớn vậy đó, mày cứ hoài dửng dưng vậy là sao? Ngoại đang nói mà mày đi đâu vậy? Con đi rửa mặt rồi đi đón vợ con về. Ừ, vậy thì nghe được à. Chứ mày cứ ngồi ngó trời ngó đất riết, không làm gì được hết trơn á. Chị O nè. Giỏi. À,
Rồi. Anh tới làm gì? Má đâu rồi em? Anh hỏi chi vậy? Sao không trả lời câu hỏi của em? Anh muốn nói chuyện với má. Qua đi rồi ba. Qua giận ba lắm. Khoa, ngoại đi đâu con biết không? Con không biết nữa. Em à, cho con về nhà đi em. Hình như không có lý do gì để em quay về hết. Người anh muốn bảo bọc, che chở, yêu thương đâu phải là em đâu. Ba không được ăn hiếp má. Khoa, con nghe ba nói nè. Thôi, ba xấu lắm. Ba làm má khóc. Con không chịu đâu. Điển à, em nói cho con nghe đi em. Nói gì bây giờ? Tốt nhất anh đi về đi. Anh hy vọng chuyện này sớm qua để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Còn em không hiểu anh đang làm chuyện gì. Để càng ngày chúng ta càng không thể hiểu nổi nhau. Anh thiệt là tệ. Thôi ba đi về đi, con không thích về đâu. Viết đi. Gì vậy má? Đơn xin ly hôn. Ly hôn là sao? Giờ mà còn hỏi là sao? Giả khùng giả điên nữa hả? Viết mau đi. Con không. Mày để nó cắm sừng mày đầy trên đầu, mọc chi chít vậy mà mày còn dám nói từ không hả? Má nuôi mày mấy chục năm trời để mày trở thành người đàn ông ngu ngốc vậy sao? Thôi mà má, ảnh đang bất an. Bây giờ mà má có làm tới thì cũng không được gì đâu. Con không phải nói giùm nó. Cái thằng này á, phải làm cho rốt ráo. Cứ lừng khừng như vậy á, chỉ biến nó trở thành thân tàn ma dại thôi. Má, thân tàn ma dại cũng là thân của con, không liên quan gì tới má đâu. Đồ con bất hiếu. Má ơi, mày dám nói với má vậy hả? Mày là con của ai? Ai sẽ dạ đẻ mày ra để rồi giờ này mày nói những câu phũ phàng như vậy hả? Mày có chắc thân xác mày không liên quan tới má mày không? Má, má, anh à, sao anh lại nói vậy với má? Không liên quan gì tới con, im đi. Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Anh không cần thì thôi vậy. Con nổi rồi, con không giết. Mày định để cho cái nhà này trở thành trò cười của thiên hạ hả? Anh, má đang nói mà. Con biết gì mà nói xê ra. Anh Đông, anh Đông. Má. Thằng ngu, lớn đầu mà ngu vậy hả? Thôi má, cứ để từ từ đi má. Rồi thì anh cũng phải hiểu ra thôi mà. Còn ráng khuyên đó nha, để rồi còn tính chuyện hai đứa nữa. Con chấp nhận chịu thiệt thòi bao nhiêu lâu nay cũng chỉ vì con thật lòng với gia đình mình mà. Cây đắng nào dành cho nhau, người ơi sao nở hoa cầu.
khi gió lạnh mùa đông sang, anh thay gió nằm đau, đau xót lấy con cua đực suốt đời tình chung, con cua đực suốt đời tình chung. Đưa tình yêu về mây. Thiệt ơi, em ăn tình sao em nỡ theo người mà phụ anh? Tình yêu em không bao giờ phụ anh đâu, anh đâu là như thế. Sao tình buồn cứ mãi. Ủa, cô là người hay là má? Em là Hiền đây, là vợ của anh mà. Không, Út Hiền của tôi đã chết lâu rồi. Cô không phải là Út Hiền. Không phải. Anh Đông, cô muốn ra. Em là Út Hiền của anh mà. Không, cô không phải. Cô không phải. Cô đi đi, cô đi đi. Anh Đông, tôi không biết ai là Út Hiền hết. Đi dù chết đi. Anh Đông ơi, em đây mà, anh nghe em nói đi. Tôi không nghe, tôi không biết, cô đi đi. Anh ơi, anh nghe em nói được không? Thôi được, bây giờ cô muốn gì? Cô muốn tôi hiểu rằng đứa con đó không phải là con tôi, và tôi phải chấp nhận đó là con của mình. Cô mặc sức cắm cho tôi một đống sừng trên đầu của đúng không? Anh nghe em nói có được hay không? Tôi không ngờ tôi cũng ghé một tôi yêu nhất trên cuộc đời này lại có thể phản bội tôi một cách đê hèn như vậy. Cô cũng phải là người nữa không? Tại sao bây giờ cô còn dám đứng trước mặt của tôi nữa hả? Cho dù trời đất có sập xuống, em cũng không bao giờ phản bội anh. Giải thích đi, giải thích đi. Lý do gì sao Gia Bảo có mặt trên đời này? Tại sao lại không mang huyết thống của tôi? Hả? Nói đi, cô nói đi. Dù sao em cũng không phản bội anh. Em biết mọi sự xảy ra là do lỗi của em, nhưng em không phản bội anh. Vậy em không muốn anh lo lắng, em chỉ muốn... Cô dẹp đi, cô đừng có mày miệng. Tránh xa tôi ra. Tránh ra, đừng có phí tôi nữa. Cô làm gì vậy cô đâu? Hay lắm, giang phu giám phụ có mặt cũng hết rồi. Giang phu giám phụ. Tình yêu ơi, tình yêu giữ trong tim bao nỗi buồn. Vẫn nhớ nhau em ơi, vẫn nhớ. Tìm nhau, ta tìm nhau giữa cơn mưa chiều mất lối. Nó tới đây rồi nó nói cái gì? Con không nghe má hỏi hả? Điển à. Dạ má nói gì con? Má hỏi á, thằng hai nó tới đây rồi nó muốn gì? Sao con ngồi im ru vậy? Dạ ba là má khóc, con giận ba luôn. Sao mà con giận ba con hả Khoa? Con không cho ba ở đây đâu. Khoa, ai dạy con ăn nói vậy hả? Má. Má à, thôi má, nó còn nhỏ, má lớn tiếng chi vậy? Con đừng có bên con như vậy à nghe. Sao lại để cho nó ăn nói với cha mình như vậy hả? Con dạy con cái kiểu gì vậy mà để cho thằng nhỏ nó dám nói không cho ba nó vô nhà? Ai biểu ba làm má khóc? Ai biểu ba có em bé khác gì chơi đó? Con nghe con nói như vậy con có thấy vui không? Tại sao con lại gieo vào đầu con mình những chuyện của người lớn chứ? Hay ho lắm hay sao? Con xin lỗi ngoại đi, con phải xin lỗi ba nữa đó. Ba không thương con nữa mà, con giận ba luôn. Thấy chưa Điển, có nhất thiết phải gieo những điều đen tối trong đầu thằng nhỏ như vậy không? Con có thấy tội cho con của con không?
Tại sao cậu có thể xúc phạm Hiền như vậy chứ? Hả? Ai? Ai xúc phạm ai? Tôi nói cho mà biết, hai người đừng có mà đạo đức giả nha. Cậu xin lỗi Hiền liền đi. Bộ tôi có lỗi sao? Hả? Đúng, vì tôi mấy lần cũng có lỗi nè. Tôi có lỗi vì tôi quá tin, để cho các người dễ nhà tăng tiền với nhà bao nhiêu lâu nay. Cấm tôi cái sự tố bố gì nè. Em lại anh Đông ơi, anh đừng nghĩ vậy, em đau lòng lắm. Buông ra đi Úc Hiền. Đó, thấy chưa, hai người yêu thương nhau tới như vậy mà cần thể hiện như vậy trước mặt tôi không? Anh bỏ em ra đi anh hai. Đã không muốn bỏ bắt gì với màu mè. Cậu không được xúc phạm Úc Hiền nữa, đủ lắm rồi. Nè, bọn thương xót hả? Từ đầu sống cưới cổ, chăm sóc cho cổ đi. Hay là anh đợi tới lúc cổ là người đàn bà có chồng, anh mới thấy cổ hấp dẫn đúng không? Nó khốn nạn. Anh hai ơi, anh hai ơi, đừng mà. Anh hai ơi, cậu nói như vậy mà cậu nói làm sao? Đừng trung quá chứ gì. Hả? Anh thôi đi. Anh hai, hai người đừng có đánh nhau nữa được không? Em lại hại anh mà. Cậu xin thôi kìa, thì động lòng không? Con Thu tôi động lòng quá à. Thôi, tôi không có chịu được đâu. Tôi không có chịu được cảnh đàn bà khóc lóc van xin đâu. Cổ là vợ cậu đó, cậu Đông à. Không, anh sai rồi. Tôi không có người vợ lăn lộn rắc nết. Vợ hả? Vợ của tôi đã chết rồi, được chưa? Cậu, em xin hai anh đừng có đánh nhau nữa mà. Anh Đông, anh có biết là anh không thể, anh không có khả năng. Không thể, không thể, không có khả năng. Không có khả năng thỏa mãn cho cô hả? Cứ nói thẳng như vậy đi. Được vậy. Bây giờ chuyện quá rõ ràng rồi. Cô phải ký đơn ly hôn cho tôi. Sao vậy con? Mặt mày sao vậy? Quần áo còn lấm lem hết trơn nữa. Dạ con không sao đâu ngoại. Ngoại đừng có la âm sầm. Nhưng con đi đâu, làm gì mà tới giờ này mới về? Con đã nói là không sao mà, ngoại đừng có lo. Lại chuyện dính tới con Hiền phải không? Không có gì qua mắt được ngoại đâu con. Phải nói rõ ràng rành mạch cho ngoại nghe coi. Thôi mà ngoại, ngoại đừng có nói nữa. Không nói sao được, tao phải dạy cho mày biết. Sống trên đời phải biết trước biết sau. Gia đình của mình là trên hết, phải biết trân trọng chứ. Con biết mà ngoại, con không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Ngoại đừng có dằn vặt con nữa. Hai, con nói vậy mà không biết làm cho ngoại đau lòng tới cỡ nào sao? Ngoại không ngờ, không ngờ con lại nghĩ như vậy đó. Thôi mà ngoại,
Bây giờ tâm trí của con rối lắm rồi. Bây giờ con không biết phải nói với ngoại sao nữa. Ngày sau con sẽ tạ tội với ngoại. Ngoại cũng mong tội của con ít, đặng để không phải tạ tội quá nhiều. Con không nghĩ mình đã làm gì nên tội lớn đâu ngoại. Trời ơi, con thật tình mà. Đúng thiệt mà, ở với mẹ ăn cơm với cá, sống với cha lót lá mà nằm, nghĩ cũng tội. Đời mà, có ai ngờ trước được gì đâu. Nước văng tùm lum mình nè chị ơi. Mua không vậy phải nói chứ. Cô xin lỗi, dì làm giùm con cá đó đi. Ừ, thì cứ đi chợ đi, rồi một lát nữa quay lại lấy. Cô làm xong liền hà. Trời ơi, người ta đâu có còn tâm trí nào để đi chợ nữa đâu. Người ta đi chợ như vậy để chồng ở nhà đi với bạn thân, hay thiệt. Hai người nói đủ chưa? Chưa. Làm sao mà đủ được, phải không Nhân? Hai đứa mày dám nói một câu nữa tôi xé miệng đó. Trời ơi, sợ quá. Dữ dằn ha. Dữ dằn vậy sao không lo đi bắt cái con giật chồng kìa. Cấm miệng. Dữ quá mà. Chồng nó sợ cho nên nó mới đi ngoại tình. Giỏi thì đi đòi chồng lại đi. Đi học về rồi hả? Lẹ vậy? Chưa rồi mà. Bộ má, má chưa nấu cơm hả má? Ừ. Con đợi má chút xíu nha. Dạ. Ơn đơn đơn. Y nợ in sẵn xin. Đơn xin ly hôn. Là gì vậy má? Con hỏi mấy chuyện này làm gì? Dạ. Má xin lỗi. Con đi rửa chân tay rồi vô má dọn cơm ăn liền. Dạ. Ngoại. Điện, con về đó hả? Dạ. Con mới đi có mấy hôm à? Sao ngoại bệnh dữ vậy nè? Ừ, ngoại thấy mệt lại. Hôm qua đâu con? À,
Thôi ngoại nghỉ đi, ngoại lại ho nữa rồi. Con dẫn thằng Khoa về đi con, không được đi đâu nữa hết, được không con? Hứa với ngoại đi con. Dạ được rồi, con hứa. Ngoại ngủ đi cho khỏe nha ngoại. À, Điến, em về hồi nào vậy? Không phải vì anh đâu. Vì ai cũng được, em về nhà là được rồi. Em về chút rồi đi liền, anh khỏi bận tâm. Ngoại không muốn em đi đâu, em đừng đi có được không? Sao anh để nhà cửa dơ dữ vậy? Tại hổm rày ngoại bệnh, anh thì bận ở nhà máy nên. Thôi anh không cần nói nữa, ngoại nằm nghỉ đi ngoại. Chị cần giùm em. Phải con dâu chính bay ông ta chứ còn ai nữa. Vậy mà còn dám giác mặt tới chợ này á, lì thiệt á. Xã hội giờ vậy đó, ai có chồng có vợ nấy giữ, lạng quạng thiên hạ xài chung ráng chịu. Thôi kệ người ta, gửi tiếp đi bà ơi. Lựa đi bà ơi. Con phải nghe lời má chứ Khoa, lớn rồi không có được như vậy. Nhưng con không hết, em khác của ba. Khoa, không được hư, má giận cho coi. Sao má giận con? Con đâu có hư đâu. Cố đang bị bệnh, mình phải về coi chừng cố. Con không thương cố hay sao? Con thương cố, nhưng con không thích về ba. Con ở đây, lâu lâu con đi thăm cố nha. Không được, con ở với cố thì cố mới hết bệnh. Với lại ba con không phải là người xấu đâu. Nếu ba không phải là người xấu sao má giận ba chứ? Má viết giấy đó. Ba đi làm rồi, lâu lắm mới về. Má con mình bây giờ sẽ đi đến một nơi thật là yên lặng, một nơi mà không có ai hiếp má con mình nữa hết nha. Để rồi một ngày ta đã mất nhau trong bao đua chen. Má con mình sẽ đến một nơi mà ngay cả nỗi buồn cũng không được phép đặt chân tới.
Alo, tôi Thiện nghe đây anh Đông ơi, anh khỏe không? Tôi khỏe. Cảm ơn. Và tôi nói chuyện với anh chút có phiền gì không? Có gì anh cứ nói, tôi cũng không bận lắm. Anh Thiện à, tôi muốn hỏi anh. Mà thôi, tôi hỏi anh ngắn gọn vậy nha. Tại sao con trai của tôi nó không cùng nhóm máu với tôi? Nó bị tai nạn, tôi đưa nó vô cấp cứu, bệnh viện cần máu thì mới phát hiện ra như vậy. Chuyện này là sao anh Thiện? Cháu bị tai nạn hả? Lúc nào vậy anh? Cô Hiền có giải thích gì với anh chưa? Cái gì? Anh nói kêu cổ giải thích. Mà giải thích cái gì?